khu đô thị mới Cửa Tiền Vĩnh Tân đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Công trình do công ty cổ phần Danato làm chủ đầu tư đã được mở bán, chào đón khách hàng đến tham quan. Hiện nay đã có hơn 300 khách hàng mua nhà ở chung cư, trong đó có 50% khách hàng vay vốn mua nhà thông qua các ngân hàng. Điểm nhấn của khu đô thị là tổ hợp nhà cao tầng kết hợp khu dịch vụ thương mại và nhà thấp tầng. Khu nhà cao tầng được thiết kế với không gian mở, bố trí hài hòa với môi trường cảnh quan xung quanh, tạo nên một không gian sống thư giãn, lý tưởng cho người dân. Có địa thế nằm cạnh sông Cửa Tiền và nền đất được tôn cao theo quy hoạch mới nhất của thành phố, khu đô thị còn được đầu tư hệ thống thoát nước bao gồm mương bê tông có tổng chiều dài hơn 7.000m và hàng trăm hố thu nước mưa, ngăn mùi công nghệ mới đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng trong mọi điều kiện thời tiết. Chúng tôi làm nhà và ở đây trải qua một thời gian là 6 tháng làm. Vừa rồi thì mưa lụt rất to, cả thành phố Vĩnh ngập rất nhiều chỗ, những khu vực đô thị đa tôn này nước không bao giờ đến. Và tôi cảm thấy rằng ở khu vực đa tôn này là khu vực đô thị mà có thể nói rằng là rất hiện đại, hạ tầng cơ sở rất tốt, mương máng tiêu thụ là nước là rất tốt. Chúng tôi đang trong quá trình thi công và để bàn giao căn hộ cho các khách hàng đã mua, và làm cái khu đầu tiên hiện đại nhất khu vực Bắc miền Trung, thì được thiết kế bởi phong cách Singapore. Chung cư Cửa Tiền hôm chúng tôi có căn hộ màu để cho khách hàng tham gia, giới thiệu khách hàng trực tiếp về chất lượng công trình xây dựng. Khách hàng có thể kiểm tra căn hộ của mình theo từng tiến độ, từng giai đoạn kiểm tra thi công của chủ đầu tư dự án chúng tôi bên Cửa Tiền hôm, chung cư Cửa Tiền hôm.